Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 25 tháng 5 và chúng tôi đang trong quá trình lắp đặt cho nhà bác Lộc ở tại phố Hoàng Hoa 8, thành phố Việt Trì, một chiếc sập bằng gỗ hương. Để trên màn hình quý vị, đây là chiếc sập của bác Lộc đây, nhưng bác chủ nhà đây quý vị nhé, bác ở thành phố Việt Trì. Và hiện tại chúng tôi đang lắp ở trên tầng 3 của gia đình nhà bác. Mấy anh em thợ là phải vừa vận chuyển chiếc sập này lên tới tầng 3 đây. Đây là chiếc sập gỗ hương có kích thước 1m6 x 2m. Bác tên là Lộc bác nhỉ? Lộc. Vâng. Thì mọi người có nhu cầu mua sắm những sản phẩm nội thất phòng thờ liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở tôi có địa chỉ tại Quan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và đây là chiếc sập của bác Lộc tại thành phố Việt Trì. Cua vào đấy mặt thẳng tới đấy. Thì bác đang vệ sinh sản phẩm đây, bác chủ nhà vị nhé. Và chúng tôi có số điện thoại là 0987 510 806, móng website đồ gỗ tùng8.com. Rất cảm ơn bác Lộc và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của chúng tôi.